khi nàng còn trong bụng mẹ đã có hai người cha dự bị. Chỉ đợi nàng ra đời ra trích máu nhận cha, vì không ai biết chắc cha ruột của nàng là ai. Tất cả điều này là do nàng là sản phẩm của cược mang thai. Cược mang thai là một giao dịch rất bẩn thỉu, rất phổ biến trong những người tầng lớp thấp nghèo khổ. Tám nam nhân nghèo hèn lụn bại không có tiền cưới vợ, nhưng lại muốn kéo dài cái gọi là hương hỏa, bèn cùng gom tiền lại mua một nữ nhân, sau đó lần lượt ở cùng nữ nhân đó, mãi cho đến khi có thai mới thôi. Cái gọi là cược mang thai, đó là cược xem cái thai của nữ nhân là con ai, người đó sẽ được cưới làm vợ. Tú Cầm mẹ nàng là một nữ tử trong đó. 9 năm trước mẹ nàng vốn là nữ nhân đẹp nhất Thanh Lâu ở trong kinh. Người muốn lên giường một đêm với mẹ nàng thì phải xếp từ đầu đến cuối phố Trường An, mà khi đó cha nàng Lý Thanh Vân chỉ là một công tử ăn chơi, còn chưa được nhà bao che làm quan, suốt ngày đi cùng tên bằng hữu, thường từ nghỉ uống rượu mua vui, cưỡi ngựa dạo phố. Trong một lần uống say, ông ta nghe nói tới cược mang thai, thế là muốn cược với cha nàng. Thứ cá cược là chính thê, mà người mẹ xinh đẹp yểu điệu kia của nàng chính là nữ tử họ chọn chúng để một nữ tử Thanh Lâu làm chủ mẫu. Cái cách mới mở kích thích này đương nhiên đã khơi gợi hứng thú của người cha ăn chơi kia. Để đảm bảo đạt được thực hiện, hai người họ cùng trộm bảo vật gia truyền nhà mình đưa cho đối phương, cho đến khi nữ tử kia làm vợ vào gia phả mới được trả cho chính chủ. Hai người gom tiền cược lên người mẹ nàng, bắt đầu ván cược mang thai này. Mẹ nàng đồng ý chứ? Đương nhiên là đồng ý rồi. Bọn họ đang cược, mẹ nàng cũng đang cược, bởi vì Thường Tử Nghị là người trong lòng bà, ông ta thường tới Thanh Lâu chỗ mẹ nàng và gọi bà coi như là khách quen của bà. Xác suất 50-50, nếu mẹ nàng cược thắng, bà sẽ là phu nhân của Thường Tử Nghị. Cược thua, tuy Lý Thanh Vân không anh tuấn như Thường Tử Nghị, nhưng hơn ở chỗ gia thế không tệ, bà cũng có thể được sống tốt. Đáng tiếc, cuối cùng Lý Thanh Vân đã thắng ván cược mang thai này. Cứ thế khiêng kiệu nhỏ hai người, khiêng Tú Cầm lên từ trong viện tử bọn họ mua để cược mang thai. Cứ thế bà trở thành chính thê của Lý Thanh Vân, bởi vậy mà cha nàng bị tổ mẫu phạt quỳ từ đường hẳn 10 ngày, còn bị đám thượng lưu cười nhạo. Nhưng Tú Cầm không ngờ rằng Lý Thanh Vân cưới bà, chưa từng tới viện của bà. Tuy mẹ nàng là chính thê, nhưng người quản lý vẫn là tổ mẫu của nàng. Nếu Trường Hoan là con trai thì đỡ, nhưng nàng lại là con gái. Tại sao chứ? Tao con không phải con của Tử Nghị. Nữ tử đầu tóc rối bời, y phục giặt tới trắng bệch trước mặt, bóp cổ nàng, lộ ánh mắt dữ tợn, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Trường Hoan. Nàng bị bóp tới đỏ bừng mặt, chỉ có thể thoi thóp hét lên, mẹ. Khi Tú Cầm thấy nàng sắp tắt thở mới dần buông tay ra, nàng bò trên đất cuộn người lại thở hồng hộc. Không phải bà bị nàng đánh thức tình mẹ, mà là nàng chết thì bà cũng sẽ chết theo. Nàng là đứa con duy nhất của Lý Thượng Thư, nàng cũng thấy rất lạ, sao cha nàng chức cao quyền trọng lại chỉ có một con gái là nàng. Gần như mỗi ngày đình viện tồi tàn chỉ có hai mẹ con nàng, đều lặp lại cảnh tượng như vậy. Lúc mẹ nàng vui sẽ bớt đánh chửi vài câu, lúc không vui thì quyền đấm cước đá, chửi rủa nàng là nghiệt chủng nhiều lần. Lúc Trường Hoan bị đánh gần chết, nàng hận mẹ mình càng hận cha mình. Tại sao ông ta lại cược mang thai sinh nàng ra? Mình là nghiệt chủng thật sao? Viện tử tổ mẫu sắp xếp cho họ rất tồi tàn, hạ nhân cũng biết mẹ nàng không được sủng ái, cơm anh mang tới vừa ít vừa tệ. Ngày chính thức gặp bà ấy, thức ăn hạ nhân mang tới bớt hơn xưa một nửa, mẹ nàng đương nhiên sẽ không hiền từ nhường cho nàng. Nàng đói chỉ đành lén chuồn vào hoa viên ăn hoa, đa số đều là hoa lan. Trường Hoan ăn nhồm nhoàm cũng chẳng màng bàn tay bị gai đâm chảy máu, không ngờ nàng lại bị một nô tỳ bắt được. Trường Hoan bị đưa đi, đè quỳ dưới đất, đầu gối nàng toàn xương, pa một tiếng kêu lên thanh thúy. Trường Hoan gầy sơ xác, nàng còn chẳng bằng nô bộc trong nhà. Trước mặt là một phụ nhân dịu dàng xinh đẹp đang uống trà, nha hoàn hầu hạ bên cạnh bà ấy vậy mà lên đến hơn 10 người. Phu nhân, chính là tiện tỳ này ăn lan quân tử mà người thích nhất. Nha hoàn bắt nàng tới nói oang oang, chỉ thiếu điều chỉ vào mũi nàng thôi. Bà ấy nghe vậy, khuôn mặt không hề khó chịu mà ôn hòa nhìn nàng. Mặt Trường Hoan sững sờ, nàng nhận ra bà ấy là chắc phu nhân của cha, đích thứ nữ của Ôn Thị Khanh, từ nhỏ đã có hôn ước với cha nàng, chỉ vì mẹ nàng, bà ấy từ chính thê biến thành chắc phu nhân. Chẳng cao hơn tiểu thiếp là bao, nhưng trong phủ đều biết, Ôn Ý mới là phu nhân thực sự trong phủ. Với địa vị của nàng và mẹ, tuy hôm nay nàng sẽ không chết, nhưng cũng sẽ bị đánh tới gần chết, nhưng nàng không ngờ bà ấy lại bỏ qua cho nàng. Nó ăn được no cũng coi như có giá trị. Trường Hoan quỳ trên đất không biết nói gì, chỉ biết hoảng sợ vội vàng dập đầu, đa tạ phu nhân. Ôn Ý đi tới ngồi xuống, cầm khăn tay thêu hoa lan ngọc của bà ấy lên, băng vết thương cho nàng, rồi sai người đưa nàng về. Không ngờ, sau hôm đó cuộc đời của Trường Hoan lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hôm sau nàng bị Ôn Ý gọi tới, "Sau này con theo ta đi." Bàn tay mảnh khảnh của bà ấy xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng vang từ đỉnh đầu xuống. Từ đó nàng trở thành tiểu chủ nhân của Phương Hoa Huyền này, không cần phải lo ăn đồ ăn ôi thiêu nữa, không phải mặc váy không vừa người nữa. Ở đây nàng cũng gặp người cha 9 năm chưa từng gặp của mình. Mỗi lần Lý Thanh Vân tới, Ôn Ý đều không quá nhiệt tình với cha nàng, mà có thể nói là lạnh lùng, thậm chí thái độ với nô tỳ người hầu còn tốt hơn. Lần đầu tiên Lý Thanh Vân nhìn thấy nàng, ông ta đã sững sờ, sau đó bắt đầu lớn tiếng quát, "Đây là nơi ngươi được xuất hiện sao? Cút cho ta!" Ôn Ý cho ông ta một bạt tai, "Bích Vân, tiễn khách." Ôn Ý, rốt cuộc nàng muốn giận ta đến lúc nào đây? Ta đã nói nếu nàng để ý nữ tử kia, ta tìm cái cớ giết là xong, nàng cũng không chịu, rốt cuộc nàng muốn ta làm sao đây? Hay là vì nghiệt chủng này? Lý Thanh Vân chỉ vào Trường Hoan, ánh mắt đầy chán ghét. Thì ra không phải cha nàng không muốn giết mẹ nàng, mà là bà ấy không chịu, ta cũng không còn gì để bàn với ngươi. Ôn Ý bảo vệ Trường Hoan ở phía sau, lạnh lùng nhìn về phía cha nàng. Sau đó, ông ta bước vào Phương Hoa Huyền này,
đều bị bà ấy nhốt bên ngoài. Ôn Ý ở hậu viện đại nàng cách đối nhân xử thế, cầm kỳ thi họa, thậm chí là hậu trạch tâm kế, lúc nhàn rỗi bà ấy cũng sẽ đưa nàng cùng đi bố thí cháo cho đám ăn mày. Ôn Ý cười và nói với Trường Hoan, tâm luôn hướng thiện, ắt có phúc báo. Nàng luôn suy nghĩ lúc nào phúc báo của bà ấy mới đến. Vì Ôn Ý sinh non, sức khỏe không được tốt lắm, không thể để cảm xúc dao động quá nhiều, nhưng dù sao cũng là đích nữ của hộ lớn, nàng học được rất nhiều thứ từ người bà ấy. Trong thời gian này, Tú Cầm cũng chạy đến trước viện của Ôn Ý giở thói ngang ngược, chửi rủa bà ấy như đàn bà tranh chua ở chợ, nói Ôn Ý không sinh được thì cướp con gái của người khác. Bị Lý Thanh Vân biết được đánh 30 trượng, rồi vứt trở lại sân viện đổ nát kia. Có lúc Ôn Ý nhìn chằm chằm bóng lưng cha nàng rời đi đến mức ngây người, nhưng không bao giờ níu kéo. Có lần nàng thật sự không nhịn được mà hỏi, "Tỷ Ôn, dì không thích cha con đúng không? Tại sao lần nào cũng từ chối ông ấy ngoài cửa thế?" Bà ấy chỉ mỉm cười, nước mắt giàn giụa, "Trường Hoan, con còn nhỏ, không hiểu đâu." Trường Hoan là tên do Ôn Ý đặt cho nàng, lúc trước nàng vẫn chưa có tên. Sau đó Trường Hoan ngày càng lớn, 15 đến 16 tuổi, thân hình trổ mã, yểu điệu duyên dáng, vẻ ngoài xinh đẹp, Lý Thanh Vân cũng để ý thấy, đứa con gái bị ông ta ghét bỏ như nàng đã trưởng thành. 5 năm, đây là lần đầu tiên Lý Thanh Vân bước vào phòng Trường Hoan. Ông ta muốn bàn bạc về tên nàng với Ôn Ý, nàng đứng bên ngoài chờ. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nghe được bà ấy nổi giận. Hôm đó, Ôn Ý làm vỡ tách trà Bích Vân Bạch Ngọc ở ngoài cửa. Nàng thấy nó vỡ thành nhiều mảnh, "Lý Thanh Vân, người đã hủy hoại bà ta, hủy hoại ta. Còn muốn hủy hoại con gái mình sao? Ngươi còn là người không?" Lý Thanh Vân lại cười lạnh lùng, "Nghiệt chủng như nó có được cơ duyên này là phúc khí của nó." Trường Hoan vẫn chưa kịp nghĩ nhiều, cha nàng đã đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn trừng mắt lườm nàng một cái. Nàng vừa vào cửa thì thấy dì Ôn bị cha làm cho tức đến độ ngất xỉu trên đất. Không ngờ lần ngất này, đến hôm sau bà ấy mới tỉnh lại, còn bị bệnh nặng. Trường Hoan canh chừng trước giường Ôn Ý, đôi môi nhợt nhạt, trạng thái tinh thần cả người không ổn. Bà ấy yếu ớt nằm trên giường, thỉnh thoảng lại ho khan. Đại phu nói bà ấy lo âu thành bệnh, là trầm cảm. "Trường Hoan, dì Ôn sẽ bảo vệ con." Bà ấy miễn cưỡng gượng dậy ôm lấy nàng. Nàng tựa vào lòng bà ấy, nghe tiếng nức nở tinh tế của Ôn Ý. Bà ấy muốn che chở Trường Hoan, nhưng Lý Thanh Vân lại không cho Ôn Ý cơ hội này. Hôm sau, có nha hoàn quét dọn trong viện nói với nàng rằng mẹ nàng lại được cưng chiều, chuyển thẳng từ khoảng sân đổ nát kia vào trong viện của cha nàng. Mấy chục ngày sau, bệnh của dì Ôn không thấy có tiến triển. Trong viện lại có một vị khách hiếm hoi, "Nghiệp chướng, còn không theo ta về, ở trong nhà của tiểu thiếp này làm gì?" Trường Hoan lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp trong bộ quần áo lộng lẫy trước mặt. Thỉnh thoảng Tú Cầm lại phát ra tiếng rít nhẹ, phía sau cũng có vài nha hoàn đi theo. Đúng là có dáng điệu của đương gia chủ mẫu. Có lẽ do tổ mẫu qua đời bao năm nay, do bà ta nắm quyền, đối xử tốt với mẹ nàng, thân hình của mẹ nàng có da có thịt, tiểu điệu duyên dáng hơn so với lần cuối cùng nàng gặp. Trường Hoan lạnh lùng bảo Tú Cầm cút đi. Ôn Ý ở trong phòng ho nhẹ một tiếng, nàng biết bà ấy đang nhắc nhở mình về đạo hiếu. Tú Cầm nghe được, trừng to hai mắt, xông thẳng qua, hung hăng giáng cho nàng một bạt tay. "Ngươi phản rồi à?" Gò má đau đến mức nàng phải hít một hơi thật sâu. Dù gì người trước mặt là mẹ ruột của nàng. Trường Hoan siết chặt nắm tay, trong chốc lát, gò má của nàng sưng vù. Trường Hoan quay người đi vào phòng rồi cất giọng, "Bích Mama, tiễn khách, tại sao mẹ nàng dám dở thói ngang ngược tại Phương Hoa Uyển? Còn không phải vì Lý Thanh Vân ngầm cho phép ư?" Tối nay, Ôn Ý rất có tinh thần, bà ấy vuốt ve gò má của nàng rồi bắt đầu khóc. Sau đó lại ho khan, bắt đầu kể những chuyện giữa mình và cha nàng. Cả hai là thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ vô tư. Tuy Lý Thanh Vân là kẻ ăn chơi, nhưng trước giờ chưa từng say mê nơi trăng hoa, thường xuyên nhất là ra ngoài uống rượu, mỗi lần uống xong còn lặng lẽ chạy đến cửa sau của phủ bà ấy. Ông ta đỏ mặt tặng đủ loại đồ dùng khác nhau cho Ôn Ý. Lúc đó, Lý Thanh Vân thật lòng thật dạ đối tốt với bà ấy. Vào ngày thất tịch, ông ta hứa với bà ấy một đời một kiếp một đôi. Nhưng mà thời gian Ôn Ý và Lý Thanh Vân hòa ly chỉ có 3 tháng thì xuất hiện kết quả của sự cực thai là nàng. Chớp mắt, Tú Cầm được đón vào nhà, có được danh hiệu vợ cả. Bà ấy nói với cha nàng rằng có vài chuyện không thể được tha thứ. Ôn Ý tới chùa cổ bái Phật đèn, cũng không muốn gả cho cha nàng, là Lý Thanh Vân dùng quyền thế của tổ phụ ép cha của bà ấy buộc phải bước vào cái lồng này. Đây là tâm bệnh của bà ấy, là chứng trầm cảm. Đêm nay Trường Hoan ngủ chung với Ôn Ý, nhưng hôm sau nàng có gọi thế nào thì bà ấy cũng không tỉnh lại. Vì Ôn Ý đã chết, cơ thể cứng ngắc nằm bên cạnh nàng. Trường Hoan còn chìm đắm trong nỗi đau mất đi bà ấy. Tú Cầm lại giở trò, dù sao bà ta cũng được cưng chiều. Tú Cầm bảo cha nàng tìm đại một nơi để chôn Ôn Ý, vì bà ấy là chắc phu nhân, cuối cùng cũng chỉ là phận thiếp, nên không được nhập mộ tổ của nhà chồng, cũng không về nhà mẹ đẻ được. Trường Hoan nổi giận, Tú Cầm có thể sống đến giờ không phải do Ôn Ý có trái tim nhân hậu, sao lại phải hùng hổ ép người? Tuy Lý Thanh Vân không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. Nàng biết ông ta muốn làm gì, đe dọa nàng. Trường Hoan nổi điên và đi vào thư phòng để đối mặt với cha mình. "Chuyện cha bảo con làm